người dân giao nộp kỳ đà và khỉ quý hiếm. Con kỳ đà hoa nặng gần 4,5 kg vừa được một nhà dân trên đường Nguyễn Xí bàn giao cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần trước, chủ nhà phát hiện kỳ đà bò vào nhà con nên bắt lại. Nó bò vô, cái chị thấy cái chị hét lên cái nó lại chạy nhanh, thật là nhanh luôn, nó chạy ngược ra lại. Thì nó chui vô trong một cái hốc nhỏ thì nó không có thể nào mà nó chạy ra được nữa. Cái mẹ với mấy chị mới bắt vô. Cả tuần rồi chứ, không ăn á, cho nên bây giờ nó mới yếu như vậy. Con của chị với lại mẹ đây không có muốn cho chị bắt làm thịt á. Có người trả mua luôn nhưng mà mẹ cũng không có cho ba điện cho mấy anh thả nó về rừng nuôi lại cái tội. Cùng ngày, Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận một khỉ đuôi dài nặng hơn 4 kg của người dân giao nộp tại Ủy ban nhân dân phường Thành Xuân, quận 12. Hai trường hợp trên đều nằm trong danh mục Y về động vật quý hiếm. Các cá thể sẽ được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc sức khỏe trước khi thả về rừng.